Đen. Không. Vươn. Mình lại là màu đen nữa à? Mình thích màu đen. Nha, còn công chúa thì phải màu hồng. Wow, nhìn nó còn to hơn cả cái mặt mình nữa. Đúng đó, mình cũng tò mò cái này nhất. Siêu kẹo nổ popping candy, rốt cuộc nó sẽ có vị gì đây? Mình sẽ thử nó nhé. Ngon quá. Trước khi mì nở be bét ra thì mình phải ăn nhanh mới được. Màu đen thì đúng là chỉ có mì tương đen chất trắng viên thôi. Các bạn nhìn này. À, ngon lắm đấy Phi. À, mì tương đen chất trắng viên với mì cây hải sản chà bông. Các bạn sẽ chọn món nào? Đương nhiên là mình sẽ chọn mì đen rồi. Hãy bình luận bên dưới để cho mình biết nhé. Ăn ngon quá. Mình cũng muốn mì tương đen, nhưng mà mình còn có món ngon hơn. Ngon hơn á? Là món gì, là món gì? Cái này á, là miếng gạch cà cay rôn trộn với bánh gạo cà cay rôn. Hai cái món đó trộn với nhau á? Ê, đúng vậy đây. Bánh gạo với miếng dẹt trộn sốt cà cay siêu hợp luôn. Nếm mùi vị cứ gọi là ngon khủng khiếp. Mấy cái đó đều là mình thích. Đều gói trong ở trong cái hộp đấy á. Sao? Cậu gato à? Hết. Vậy bây giờ để mình ăn thử nhé. Cay quá, các bạn Oki ơi, các bạn có biết ăn món gà cay này không? Bánh gạo cũng ngon, miếng dẹt này dai dai ngon quá. À, cay quá. Những lúc như thế này thì phải uống nước chứ. Chà chan, các bạn đã thấy cái này ở cửa hàng tiện lợi rồi đúng không? Chai này à, siêu đắt luôn này. 3.200 một lần, chắc là đắt nên là các bạn đắn đo nhiều lắm đúng không? Giờ mình sẽ thử xem mùi vị ra sao nhé. Các bạn thử nghe tiếng mở này. Bò hồng đẹp quá. Để mình sẽ uống thử nhé. Có bạn mà thích nước ép bưởi thì uống thử cái này nhé, chứa chứa ngọt ngọt. Nước ép bưởi có gà nữa đấy. Mình cũng có nước uống màu đen chứ bố. Trà hạt phúc bồn tử. Mấy bạn biết phúc bồn tử không? Mình đang nói về cái quả mà được gọi là mâm xôi quả dâu núi đó. Có ai ăn quả đó bao giờ chưa? Để bây giờ mình ăn thử nhé. Cái gì đây? Mình lại cứ tưởng nó giống lưu. Cái này là cái nước gì? Trời ơi, chỉ là trà thôi. Cái này không phải là quá xinh đẹp hay sao? Kem bánh Daisy. Nhưng mà có vẻ rất là ngon đấy các bạn. Wow, các bạn hỏi mình Daisy là gì á? Là giống như bánh macaron đó, nhìn ngon đúng không? Ngon quá, vị dâu tây ngon lắm á. Các bạn nhất định phải thử nó nhé. Nhưng mà cái này cũng rất là đắt đấy, hình như là 4.200 won, thật sự là đắt luôn ấy. Chỉ có nhà giàu mới ăn những cái món này thôi. Món này phải được thêm vào bữa ăn của đại gia. Như hôm nay thì mình là đại gia. Mình cũng có cả rem chứ bố. Kem màu đen mà cũng có. Tất nhiên là mình đã tìm thấy rồi. Ta-tan, kem màu đen. Chà-tan, thật sự là màu đen này các bạn ơi. Đồ ăn vặt mà cũng có màu đen nữa. Đây là đầu tiên mình nhìn thấy màu này. Đen thui luôn, kem bắp màu đen. Sẽ có vị như thế nào đây nhờ, tò mò quá. Để mình ăn thử xem nhé. Cái này là cái gì ta? Vị gì nhở? Mình không biết là vị gì luôn. Phải ăn thêm một miếng nữa mới được. Trong này nó có cái gì này các bạn? Các bạn có thấy màu xanh này không? Rất là chua chua ngọt ngọt. Kem này có vị soda nữa. Nhưng mà màu xanh này à, nó giống vị vị chanh hay sao? Đồ ăn vặt thì có vị đồ ăn vặt thôi. Nếu mà nhắm mặt lại mình cũng chẳng biết được nó là màu đen. Gần đây bánh phồng tôm đen này khá là được nhiều người yêu thích. Nhiều người nói rằng nó rất là ngon. Cũng khá là tò mò nên mình đã dính nó vé thử. Rồi bên trong bánh này, có rất là nhiều bánh phồng tôm, miếng của nó rất là dày. Và mùi vị của nó là một loại nấm đắt tiền. Mùi vị này à, mẹ mình nói đây là dầu nấm cục. Còn nó là siêu cao cấp nữa.
nấm cục nó khá nồng ấy, có hơi mặn một chút nhưng mà ngon. Yeah, cậu nhìn cái này đi, cái này rất là thú vị đây. Thú vị á? Là cái gì cơ? Ôi nhìn này, mình sẽ làm tan kẹo vâng giòn này. À, để mẹ thử miếng nhé. Thả nha, 1, 2, 3. Wow, nó tan dần ra này các bạn ơi. Ơ, có cái gì bên trong kìa? Ơ, cái này là cái gì? À, thẻ Pokemon này. À, cái này là gì nhở? Đây là thẻ Pokemon Palkia trong truyền thuyết đây mà. Ôi, thẻ Palkia, kia thị quá. Wow, chiếc thẻ huyền thoại đã xuất hiện. Lần nào mình cũng bốc chúng xin hết. Giờ ăn gạo bông gòn là chúng thẻ huyền thoại luôn. Ơ, gà tố quá, màu đen không có cái nào sao? Oh, wow, lấp lánh luôn ấy. Thạch ẩm cậu bé bút chì xin à? Thạch dẻo vị Coca-Cola, hình như là màu đen. Không lẽ nào ở trong này có sticker cậu bé bút chì? Tò mò quá đi. Nhanh lên mở ra coi cái nào. Wow, sticker cậu bé bút chì. Ăn thử một miếng xem nào. Trong này có thật này các bạn ơi. Mình vẫn chưa thấy gì nha. Sẽ là gì đây? 1, 2, 3. Là thứ gì đây? Caramel đấy mà. Cú tiêu quá. Đáng yêu quá mà hết. Sticker caramel đáng yêu quá. Đang cầm cái kẻng tam giác đây mà. Mình phải trang trí nhật ký mới được. Ê, nhật ký của cậu mà cũng phải xài cái đó. Ồ, thì sao? Mình dùng thì không được sao? Chỉ như tôi sẽ không hợp với cậu đâu. Tớ sẽ không để hiến cho cậu đâu. Mình sẽ ăn món cuối cùng là pudding ngay. Ai cũng thấy cái này ở cửa hàng tiện lợi rồi đúng không? Mọi người thích cái này không? Trong này có lưa dừa đó. Nếu mà rắc thêm kẹo nổ lên trên mặt đây. Wow, nổ quá trời luôn. Wow, kẹo popping nổ tách tách. Nhìn ngon quá à. Trong này có dừa với dâu tây nữa. Nếu mà ăn chung với nhau thì sao nhỉ? Dừa ngon quá đi à. Có cả kẹo reo dẻo màu hồng và màu tím. Nhưng mình sẽ ăn mỗi màu hồng này thôi. Màu này mình rất là thích. Đây là có kẹo dẻo chua chua. Ngon quá đi. Ngon quá đi, cho tôi xin miếng. Cái này là màu tím à? Không sao hết, qua bên đây là thành đen liền. Đưa cho mình miếng. Thật thà. Này. Đúng là thành màu đen rồi này. Thật sự là màu đen từ kia. Đúng chưa, thành dẻo màu đen. Phải ăn thử một miếng mới được. Rốt cuộc thì cái thạch dẻo màu đen có vị gì? Ngon đó nha. Thấy răng của cậu, răng của cậu kìa. Răng của tôi thì làm sao? Có chuyện gì à? Răng của cậu biến thành màu đen rồi. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Ăn bữa ăn màu đen và màu hồng. Đây, thành công. Trả lại răng cho mình.